Chào mừng các bạn đến với website chia sẻ kiến thức trực tuyến b2c.com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn biết một chương trình hẹn giờ tắt máy đơn giản. Đối với cái chương trình này thì các bạn có thể nhập cái số giờ cần tắt máy vô và nó sẽ đếm ngược và đến hết thời gian nó sẽ tắt máy. Ứng dụng này mình biết trên C# Windows Phone. Đầu tiên các bạn khởi động Visual Studio. Ở đây mình dùng bản 2010. Bạn tạo một project mới. Trên project thì chúng ta thiết kế những cái control sau đây. Đầu tiên mình sẽ thiết kế một cái button, một cái dashboard, một cái label. Trong form thì mình sẽ kéo một cái timer. Mình sẽ chỉnh đặt tên, chỉnh một số thuộc tính cho form. Tên mình sẽ đặt cái vị trí khi mà nó khởi động là ở giữa màn hình với cái tiêu đề form. Mình sẽ chỉnh không cho các control này. Mình sử dụng không xanh như không này. Chúng ta thiết kế lại cho nó đẹp đẹp một tí nha. Mình sẽ đặt tên cho các tên. Đầu tiên mình sẽ đặt là tên số phút CMD tham. Mình sẽ thay đổi cái tên bắt đầu. Cho cái form này là người sử dụng không có thể phóng to form hay là phóng to form này. Mình sẽ cho admin bootmark button này đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành viết lệnh cho nút. Đầu tiên mình sẽ khai báo một biến int số giây. Khi kích vào nút run thì cái nút này sẽ biến đi không thao tác được nữa. CMD run chấm enable bằng form. Tiếp theo mình sẽ đặt giá trị cho cái timer là in file bằng 1000 giây, xin lỗi, 1000 mili giây, tức là 1 giây. Ở đây mình sẽ đặt là 2 giây. Tiếp theo mình cho cái trang mừng thì chúng ta kích vô cái nút này thì trên cái label nhập sẽ nhập cái thời gian này và nhân với 60, nó sẽ ra cái số phút. Anh chỉnh lại cho các bạn thôi. Số giây.
À, thì sao mình phải sử dụng hàm math.abs? Thì đối với hàm này thì mình khi người dùng nhập vào số âm thì nó sẽ bị lỗi. Thì mình dùng cái hàm này thì để biến cái số âm người dùng nhập vào thành cái số dương. Thì tùy theo các bạn có thể làm một cái hàm kiểm tra trong cái dashboard đó có lớn hay cái số người ta nhập vào có lớn hay không vân vân, hay là người ta nhập chữ hay người ta nhập số. Đây thì mình ví dụ nên các bạn có thể bị lỗi người ta việc người ta nhập chữ vào cái dashboard đó. Rồi. Mình sẽ cho cái này nhân với 60 giây. Nên mình sẽ viết cho cái tham đầu tiên mình sẽ kiểm tra nếu số giây còn lại lớn hơn không. Mình sẽ cho hiện lên cái label thời gian test bằng thời gian còn lại. Đây. Số giây còn lại. Trừ đi một. Tức thì là mỗi lần thì nó sẽ trừ đi một. Ví dụ khi mình nhập vô 60 giây thì nó sẽ trừ đi một, trừ đi một, trừ đi một, và nó trừ đi một cho đến hết. À, ngược lại sao? Nếu nó nhỏ hơn không thì sao? Nếu nó nhỏ hơn không thì chúng ta sẽ cái label thời gian này nó sẽ hiện lên, hoặc bạn có thể dùng Maxing Bot. Đây mình sẽ dùng Maxing Bot đây. Xong. Đầu tiên là cái thông tin. Hoặc là nếu bạn không thích dùng Maxing Bot thì các bạn có thể sử dụng lại cái label để thông báo bằng cách này, label chấm text bằng máy của bạn xong tắt. Ok, và chúng ta sẽ gọi system chấm chấm project start string shut down. Các bạn có thể dùng chương trình này để biết tức là khởi động lại máy hay là long up vân vân, thì tùy vào những cái câu lệnh sẽ tạo long up của các bạn. Cái câu lệnh này các bạn có thể search trên Google. Đây thì mình làm mẫu, ta sẽ chờ đọc ứng dụng đi sau khi thời gian chạy xong. Ok, vậy là mình đã xong. Bây giờ mình sẽ chạy thử. Xin lỗi các bạn, đây thử mất cái dấu cộng. Giờ mình sẽ build chương trình.
sẽ cho nó thể thích. Mình sẽ nhận đây là 2 phút. À, 10 phút thời gian là 600 giây. Sau 600 giây thì máy sẽ tự động tắt. Ok. Để lấy được chương trình này thì rất đơn giản. Đầu tiên các bạn build chương trình ra. À, kích chuột phải lên project, chọn open folder with Windows Explorer. Các bạn vào thư mục bin, book và copy cái chương trình này đi. Ok. À, với video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng với chương trình này thì nó sẽ chạy dưới khai đồng hồ của máy tính. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi.